Hey, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cập nhật phiên bản mới đi cùng với rất nhiều các vị tướng thay đổi sức mạnh. Và chúng ta không thể nào bỏ quên được sức mạnh của vị tướng Zeal. Khi bà Zeal là một trong những vị tướng có sự thay đổi trong phiên bản hiện tại, phiên bản mà được coi là giảm nửa dung lượng các bạn ạ. Zeal được tăng sức mạnh trong phiên bản hiện tại và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ cho tất cả các bạn xem qua được sức mạnh của vị tướng Zeal sau khi có sự điều chỉnh. Bây giờ nếu mà các bạn leo danh thì các bạn có thể nhìn thấy là nhà nhà pick Zeal, người người pick Zeal để có thể leo danh. Đấy, người ta gọi là Zeal đã trở thành hot pick rồi. Nếu mà anh em chưa biết được hiệu quả cao của vị tướng Zeal leo danh thì mình sẽ cố gắng cho mọi người xem qua nhá. Để một phần nào đó các bạn có thể cầm vị tướng này leo danh tốt hơn. Đầu tiên là mọi người có thể nhìn thấy là kỹ năng thứ nhất của vị tướng Zeal bây giờ mình ném ra là auto 6 giây đúng không? Đấy là sự điều chỉnh trong phiên bản hiện tại, kể cả về late game đi chăng nữa thì thời gian hồi chiêu của các bạn sẽ là 6 giây. Nhưng mà tùy thôi, anh em ăn thêm cái con bùa xanh thì các bạn sẽ được giảm thêm một chút thời gian hồi chiêu. Còn mặc định của nó là thời gian hồi chiêu từ chiêu 1 là 6 giây nha mọi người nhá. Ok, có chiêu cuối rồi. Và khi mà có chiêu cuối thì Zeal tiếp tục có sự điều chỉnh nữa. Và lát nữa mình sẽ cho mọi người xem qua. Cố gắng cướp cái con lính, con quái rừng này cái. Cướp nhẹ nhẹ. Đồng đội đâu rồi? Vào đây này, team bạn còn mỗi người có xíu máu thôi. Bây giờ chúng ta cùng phối hợp nhau nha. Từ từ, kích hoạt luôn chiêu cuối và mọi người nhìn thấy là có dấu 3 chấm đúng không? Đây là câm lặng chiến công đâu. Trời ơi, được một mạng rất là thơm các bạn ạ. Tiếp tục giết thỏ ạ. Thỏ còn xíu máu thôi, cho thỏ lên bảng nốt này. Double kill, tôi chết em rồi. Ơi, thôi. Trời ơi, chết mất rồi các bạn ơi. Mất trinh sớm quá. Đấy là cái sự điều chỉnh. Khi mà Zeal có thêm câm lặng, cơ chế câm lặng là cực kỳ mạnh. Nhiều người không biết câm lặng là gì thì các bạn có thể biết là khi mà các bạn bị chịu cái chiêu 1 của Garak này, bị chịu chiêu cuối của Alice này thì các bạn sẽ cũng có dấu 3 chấm ở trên đầu đối phương. Đấy là câm lặng nhá, mà khi bị câm lặng thì đối phương sẽ không thể sử dụng được kỹ năng. Đó. Và Zeal rất cần cái sự điều chỉnh này. Đây là phiên bản chính nha, mình đang cố gắng leo danh với vị tướng Zeal và đã có câm lặng rồi. Trước thì mình đã review sức mạnh vị tướng này trong phiên bản thử nghiệm. Nhưng mà mình không nghĩ là rằng là sức mạnh phiên bản thử nghiệm nó lại update sớm ở phiên bản chính như vậy. Lợi ích của Zeal có câm lặng đó là bám đuổi đối phương được dai hơn, dai dẳng hơn, tốt hơn. Ví dụ như các bạn sử dụng chiêu cuối vào Nakroth, vào Murad, rồi vào Zuka, những vị tướng cơ động thì những vị tướng đấy sẽ không thể nào mà có thể nhảy được nha, không thể nào chạy được. Tại vì là bị câm lặng rồi, không thể nào sử dụng được kỹ năng. Phải chờ cho Zeal hết cái chiêu cuối thì những vị tướng đấy mới có thể sử dụng được kỹ năng nha. Và cái thời gian câm lặng của nó lên tới hẳn 1 giây các bạn ạ. 1 giây câm lặng này quá khủng khiếp rồi. Ôi, không ăn được cái con rồng này rồi, phí quá, mình để mất cái con rồng đầu tiên. Nào chúng ta, ui, Butterfly, nó có nửa cây máu thôi anh em ơi, trời ơi, chạy hết rồi. Sao ai nhìn thấy mình cũng chạy thế này. Bừa đỏ team bạn. À có người, đang có người ăn né à, đấy câm lặng các bạn thấy không. Giết nốt thỏ nha. Thỏ chạy đâu, thôi không giết nổi rồi, thôi té té thôi, đang có 3 Doom. Phải có đồng đội vào hỗ trợ như thế này thì chúng ta mà đánh được. Nói chung là khi mà Zeal có chiêu cuối thì các bạn chơi một phong cách hổ báo, mà không có chiêu cuối thì bớt hổ báo đi. Đấy, chiêu cuối của nó có thể băng trụ. Chiêu cuối của Zeal là không bị chọn là mục tiêu mà. Kể cả các bạn băng trụ đi chăng nữa thì trụ cũng không bắn các bạn bằng chiêu cuối. Ok, một mạng nữa, đây là 3 mạng rồi. Nào Butterfly, từ từ nha, mình sẽ cố gắng chén nốt Butterfly chạy hết chạy. Mình rất cơ động các bạn ạ, một mạng nữa double kill. Nào nào từ từ, xử lý nốt thanh niên Van Halen này nữa làm mạng triple kill nhanh nhẹ cái. Ok, Van Halen bốc hơi. Ngoài team ăn 5 mạng và một mình ăn hết 5 mạng rồi các bạn ạ. Thôi có lẽ là những mạng sau mình sẽ cố gắng để cho đồng đội ăn thôi. Chứ một mình ăn thế này thì lát nữa đồng đội mình không ăn được thì đồng đội mình sẽ rất khó đánh. Chiêu cuối là không chỉ là có cái câm lặng đâu. Không chỉ là thêm cái câm lặng. Mà chiêu cuối của nó lại còn có một chút chỉ số tăng các bạn ạ. Thời gian hồi chiêu lúc trước là 50 giây, 45 giây, 40 giây. Và sau khi thay đổi thì thời gian hồi chiêu của nó sẽ là 40 giây, 36 giây, 32 giây. Cơ chế như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy là được giảm thời gian hồi chiêu từ chiêu cuối rồi. Vậy nên là Zeal được sử dụng chiêu cuối thường xuyên hơn.
Bắt luôn Violet này, có chiêu cuối câm lặng không thì chạy được nữa đâu. Lên bảng nốt. Ôi giời, sao lắm cái liềm thế nhờ. Cái liềm nó tạo cho bản thân các bạn một cái sự bất ngờ ấy. Lắm lúc lao vào mình cứ nghĩ là mình ăn được nó rồi, nó có xíu máu thôi lao vào để giết nó, ai ngờ nó có liềm mà mình chết ngược. Kiểu như rất nhiều pha chết ngu người do cái liềm. Ok, tiếp tục này. Đã hỗ trợ đồng đội nha, mình có chiêu cuối rồi. Kích hoạt chiêu cuối một cái là đôi mạng luôn. 7 mạng rồi, còn 3 Doom thôi. 3 Doom chạy được đi đâu. Mới reset danh thì hiện tại nick này của mình đang ở mức danh tinh anh thôi các bạn ạ. Danh tinh anh nhá. Trong một khoảng thời gian nữa mình sẽ cố gắng cho nick này lên danh ca thủ thật là nhanh. Ô, có người trong bụi này, Footer có xí máu. Thường thì Zil khi mà sử dụng chiêu cuối kết hợp với đòn đánh thường đầu tiên sẽ được hồi lại kỹ năng thứ hai. Nó rất là lợi, nhưng mà trong trận đấu này thì mình lại mang cái phù hiệu ma tính đi nhá, để giúp cho thời gian hồi chiêu nhanh hơn. Đó các bạn nhìn này, tiếp tục chiêu 2 vào nữa. Đó, hồi luôn chiêu 2 các bạn thấy không? Bay nhảy liên tục trong giao tranh. Có ma tính thì các bạn sẽ được giảm thời gian hồi chiêu rất là mạnh từ chiêu 1 và chiêu 2. Combo của Zil rất là đơn giản đấy mọi người ạ. Đầu tiên nó rất là nhiều kiểu combo. Thôi anh em ơi, không đánh được đâu, đừng có băng trụ nha. Combo đầu tiên là các bạn sử dụng chiêu 2 trước, áp sát mục tiêu, quăng chiêu 1. Và sau đó là sử dụng chiêu cuối. Sau khi sử dụng chiêu cuối đánh thường cái thì lập tức các bạn sẽ được hồi luôn chiêu thứ 2. Đó. Bắt luôn Valentine bạn này. Trời ơi, tiếp tục chiêu 1. Không chết, trời ơi không chết nổi các bạn ạ. Hiện tại thì mình còn cái liềm tử thần nha. Và khi mà có liềm tử thần thì lúc nào mình cũng trong cái trạng thái an toàn. Rất tiếc là vừa xong mình không giết nổi Valentine bạn. Thiếu một chút sát thương, xin Blue à. Ok, hiện tại mình có Blue rồi. Nói đến Blue thì nhớ ra các bạn ơi, cái bộ trang phục này ấy, khi mà dưới chân có Blue thì cũng chả nhìn thấy Blue đâu các bạn ạ. Tại vì là nó màu xanh và Blue cũng là màu xanh. Ăn đi bạn. Thật ra thì Zil cũng rất là cần bùa xanh các bạn ạ. Tại vì là sử dụng kỹ năng nhiều dẫn tới là tốn mana, nhưng mà đồng đội chờ xin thì mình cứ cho thôi. Còn nếu mà đồng đội không xin thì chúng ta cứ ăn. Không thì chủ động đi cướp rừng của đối phương, cướp cái con bùa xanh xong rồi chủ động nhường cái con bùa xanh của team mình cho đồng đội của mình. Còn bùa xanh của rừng team bạn thì chúng ta cướp. Bây giờ phải để cho team bạn lên cao cơ, chứ còn team bạn ôm trụ thế này thì có mà đánh vào niềm tin. Đây đánh rồi, từ từ nha. Mình sẽ cố gắng lao thẳng vào bắt Van Hên đã, kích hoạt chiêu cuối gây câm lặng. Trời ơi, hết chạy. Kể cả các bạn có tốc biến các bạn cũng bị câm lặng, các bạn không thể sử dụng được đâu. Đấy là sự khó chịu. Cơ bây giờ là tranh thủ ép luôn cái trụ đường giữa. Ép nhanh, ok có quyền trượng rồi. Giờ chỉ dình mò team bạn, nếu mà AD đứng hớ hênh quá là bắt được ngay. Trận đấu tài team bạn toàn xạ thủ thôi các bạn ạ. Toàn xạ thủ này, bắt luôn Valet này. Toàn xạ thủ thế là mình bắt rất dễ. Nên nhớ là trang bị của Zil là hiện tại có thay đổi rồi nha mọi người nha. Trước đây các bạn lên được gươm Loki với gươm tiện thế cùng với nhau. Nhưng bây giờ là trang bị đấy là nó có hai trang bị đấy ấy, là nó bị trùng nội tại rồi. Thế nên là các bạn nếu mà đi rừng các bạn lên gươm Loki thì các bạn thôi cái gươm tận thế đi. Còn nếu mà các bạn không đi rừng, nếu mà không đi rừng thì các bạn không lên gươm Loki, các bạn lên cái gươm tận thế cho mình. Mình hết mana rồi, chứ không là mình cũng đánh 3 Doom luôn đấy. Khổ lắm, hết mana không đánh được. Đấy các bạn có thể nhìn thấy là cái sức mạnh của Zil thay đổi rõ ràng trong phiên bản này. Vậy nên là mình làm video clip này để thông báo cho mọi người thôi. Nếu mà anh em nào đang có vị tướng Zil thì hãy tập chơi nha. Các bạn cứ tập chơi đi. Tại vì là nó được tăng sức mạnh như thế này thì nó rất là lợi để có thể dùng đi lao danh. Ok, bây giờ chỉ cần xử lý nốt cái con tà thần thôi.
là team mình sẽ combat thẳng luôn nha mọi người. Tập trung ăn cái con tà thần nhanh nào. Ui à, team bạn ăn tà thần nha, bắt quả tang. Trời ơi, chết một mạng. Tự nhiên vớ ngay vào đống team bạn, lên bảng nốt double kill và tiếp tục vào lên là màng triple kill của mình. Triple kill các bạn ạ. Quả đấy là mình không biết là team bạn ăn tà thần đâu, mình chỉ là tan tính là ra ăn tà thần để kiếm cái con rồng tiên phong đẩy trụ cho nó dễ. Ai ngờ bắt ngay quả tang team bạn đang tàng chữ, à không, đang hấp diêm cái con tà thần. Ok, chắc là kết thúc lần trận đấu đấy các bạn ơi. Còn một bình thỏ thôi. Có ai ra đây thịt nốt nào? Nào, có booster, thịt tút booster đã. Kiếm mạng hỗ trợ thôi. Ơi thỏ chạy đâu? Ăn thỏ đã nha. Thỏ lên bảng nốt này. Ok, video clip của mình đến đây kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.